làm thế nào để phát triển tư duy sáng tạo và tìm kiếm cơ hội trong cuộc sống. Tư duy sáng tạo và tìm kiếm cơ hội là hai yếu tố quan trọng giúp chúng ta phát triển trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tư duy sáng tạo và khả năng tìm kiếm cơ hội. Vậy làm thế nào để phát triển tư duy sáng tạo và tìm kiếm cơ hội trong cuộc sống? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này. Để phát triển tư duy sáng tạo, trước hết bạn cần có niềm đam mê và lòng yêu thích đối với những điều mới mẻ, khác biệt. Hãy thử khám phá những thứ mới mẻ, tìm hiểu về những lĩnh vực khác nhau và mở rộng kiến thức của mình. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thế giới xung quanh và đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thứ hai, hãy tạo điều kiện cho bản thân để tự do sáng tạo. Điều này có nghĩa là hãy tìm cách giải phóng bản thân khỏi những áp lực và giới hạn trong suy nghĩ. Hãy thử đặt ra những câu hỏi, kích thích trí tưởng tượng và nghĩ đến các giải pháp mới cho các vấn đề khác nhau. Thứ ba, hãy tìm kiếm sự trợ giúp và hỗ trợ từ những người có tư duy sáng tạo. Điều này giúp bạn học hỏi và cải thiện kỹ năng của mình. Hãy tham gia các nhóm thảo luận, tìm kiếm các khóa học về sáng tạo và tìm kiếm các tài nguyên trực tuyến để giúp bạn phát triển tư duy sáng tạo của mình. Ngoài ra, để tìm kiếm cơ hội trong cuộc sống, bạn cần phải trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng cần thiết. Hãy tìm hiểu về các xu hướng mới, các sản phẩm mới và cách thức hoạt động của thị trường. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về những cơ hội có thể tìm thấy trong cuộc sống. Tạo ra mối quan hệ là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn tìm kiếm cơ hội trong cuộc sống. Hãy tìm kiếm các cơ hội giao tiếp với những người thành công trong lĩnh vực của mình, học hỏi và lấy cảm hứng từ họ. Bạn cũng có thể tham gia các câu lạc bộ, nhóm thảo luận hoặc các sự kiện để gặp gỡ và kết nối với những người có cùng sở thích và mục tiêu với mình. Hơn nữa, hãy luôn mở tâm và sẵn sàng nhận những thách thức mới. Đôi khi cơ hội không đến với bạn, mà bạn phải tự tạo ra nó. Hãy tìm cách giải quyết những vấn đề khó khăn, đặt ra những mục tiêu và tìm cách để đạt được chúng. Điều này giúp bạn phát triển tư duy sáng tạo và tìm kiếm cơ hội trong cuộc sống. Cuối cùng, hãy luôn lắng nghe cảm nhận của bản thân và tìm kiếm những thứ thực sự đam mê và yêu thích. Nếu bạn làm việc vì đam mê và niềm đam mê của mình, thì bạn sẽ có nhiều khả năng thành công và tìm được cơ hội trong cuộc sống. Tóm lại, để phát triển tư duy sáng tạo và tìm kiếm cơ hội trong cuộc sống, chúng ta cần có niềm đam mê và yêu thích, tạo điều kiện cho bản thân tự do sáng tạo, tìm kiếm sự trợ giúp và hỗ trợ từ những người có tư duy sáng tạo, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, tạo ra mối quan hệ, mở tâm và sẵn sàng nhận thách thức mới, và luôn lắng nghe cảm nhận của bản thân. Với những điều này, chúng ta sẽ có thể phát triển tư duy sáng tạo và tìm kiếm cơ hội trong cuộc sống.